Những hành giả bí ẩn trên dãy Himalaya, đóng khố mỏng manh vượt qua tuyết lạnh. Khi bạn đến thăm nóc nhà của thế giới, dãy Himalaya hùng vĩ, đôi khi sẽ may mắn gặp được những vị hành giả như thế này. Họ trông có vẻ khắc khổ, nhưng thật ra đây chính là khoảng thời gian bình yên và vô cùng hạnh phúc của những bậc tu hành. Hai vị hành giả mà chúng tôi nói đến trong video ngày hôm nay cũng là một trong số đó. Họ không phải là một tên tuổi lớn, thậm chí mọi người còn không biết họ là ai. Nhưng giới hạn về sức lực và tinh thần của họ chắc chắn sẽ khiến bạn kinh ngạc. Vị hành giả đi trên tuyết không để lại dấu vết. Những người dân nơi đây thi thoảng lại thấy có một vị hành giả thân bí bước đi trên tuyết bằng đôi chân trần của mình. Tại khu vực dãy Himalaya, nhiệt độ luôn trong trạng thái âm 10 độ C. Nhưng vị hành giả này luôn trong bộ trang phục đóng khố mỏng manh và cầm trong tay một chiếc giỏ nhỏ rồi đi bộ lên đồi. Có thể thấy, mỗi bước chân ông đều thong thả nhẹ nhàng như lướt đi trên tuyết mà không để lại bất cứ dấu vết nào, tựa như những đóa hoa sen thanh khiết không vương bụi trần. Nơi đây, trong vòng bán kính 10 km, không có một bóng người sinh sống. Thậm chí những con dã thú cũng phải tránh xa. Nhưng đây lại là nơi tu hành tốt nhất cho các vị hành giả, vì dãy núi Himalaya cao lớn hùng vĩ này như ẩn chứa nguồn năng lượng vô hạn. Cộng thêm môi trường yên tĩnh nơi đây rất lý tưởng cho việc thiền định. Những vị tu sĩ đến đây thường sống một mình trong hang động qua nhiều thập kỷ. Họ hầu như không bước chân xuống núi, trừ những lúc cần lấy một số nhu yếu phẩm phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Những nhà leo núi bình thường muốn chinh phục đỉnh núi này cũng phải rất khó khăn, mặc dù đã trang bị đủ thức ăn, nước uống và trang phục giữ ấm. Thế nhưng những vị hành giả này lại có thể sống ở đây quanh năm. Những người học viên muốn đến đây gặp họ thậm chí còn khó hơn. Để có thể gặp họ trong cảnh núi sâu rộng lớn này, chỉ có thể dựa vào sự may mắn của số phận. Vì những vị hành giả không sống cố định một chỗ, họ liên tục di chuyển để tìm cho mình một nơi thích hợp. Sau khi đi qua tuyết, vị hành giả bí ẩn lúc này đã đi đến một con dốc đầy sỏi đá. Và không ai biết liệu ông ấy muốn đi đến đâu. Ông vẫn tiếp tục đi không ngừng nghỉ. Sau đó khoảng 10 phút, nằm trên sườn núi, gương mặt như đang suy nghĩ về một việc gì đó. Rồi ông chọn một chỗ ngay trên tảng đá bằng phẳng tại sườn núi để ngồi xuống và bắt đầu nhập thiền. Chúng ta có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình gầy gò và gương mặt khô héo của ông. Đó là những đặc điểm thể chất mà phần lớn những vị hành giả tại dãy núi Himalaya này sở hữu. Lúc này ông ấy ngồi yên bất động như đã bước vào trạng thái nhập thiền. Có thể thấy xung quanh ông là những ngọn núi cao phủ đầy tuyết và không hề có thảm thực vật. Rõ ràng điều kiện nơi đây thời tiết hoàn toàn không phù hợp với sự sống. Đây là vị hành giả duy nhất có thể thực hành thiền định với một bộ trang phục sơ sài trong môi trường như vậy. Sau đó, ông đột nhiên đứng dậy với tư thế hai chân hơi dang rộng, hai tay chấp vào nhau như tư thế của Thập Bát La Hán. Vị hành giả này đã nói rằng, điều kiện tiên quyết để trở thành một vị hành giả thực sự là buông bỏ mọi sự sợ hãi, giữ một tâm hồn trong sạch và thái độ kiên trì để đạt được trí tuệ thiết yếu. Công năng của yoga là cố gắng để trở thành một người tốt nhất mà bạn có thể, thể hiện lòng tốt và sự trung thực đối với người khác, đức hạnh của lòng trắc ẩn và sự kiên nhẫn. Yoga đích thực được thể hiện qua khả năng tập trung rõ ràng và thực hành từng bước, nỗ lực kiểm soát cơ thể và tâm trí để giải phóng tâm hồn. Những vị hành giả sẽ chân thành tìm kiếm cách để nhận biết con người thật và khám phá tiềm năng tối đa của chính mình. Họ sẽ dạy cho các học viên của mình cách lựa chọn phong cách sống, đưa họ đến cảnh giới cao nhất của trạng thái nội tâm yên bình. Phong tập yoga, phong cách sống tuy mang lại cho mọi người cảm giác nhàm chán, nhưng sẽ giúp mọi người thoát khỏi lối sống luôn căng thẳng và lo lắng, rất lợi lạc để thăng tiến trên con đường tu hành. Sadhguru cũng từng nói rằng, liệu chúng ta mất bao lâu để trở thành một hành giả chân chính? Có thể là một khoảnh khắc, cũng có thể là 1.000 năm, hoặc mãi mãi sẽ không thể thành công. Nếu mục tiêu của bạn chỉ là trở thành một giáo viên dạy yoga, thì chỉ cần học tập trong vòng hơn 5 tháng là đủ. Nhưng nếu muốn trở thành một vị hành giả, chỉ cần trong khoảng 5 giây, hoặc có thể cần đến tận 5 thế kỷ nữa. Bởi vì bản chất của yoga không phải là vật chất, mà phụ thuộc vào cách người tu hành cho phép nó xảy ra. Đến lúc này, vị hành giả đã bỏ chân phải lên, chỉ đứng bằng chân trái và nhập thiền với tư thế kim kê độc lập. Lúc này thời tiết quá lạnh,
không một ai có đủ khả năng tiếp tục xem vị hành giả này nhập thiền. Bởi nếu đứng thêm vài phút nữa, họ có khả năng đóng băng ngay lập tức, mặc dù đã mặc một lớp quần áo bảo hộ khá dày. Chỉ có một mình vị hành giả này ở một nơi có khí hậu thời tiết khắc nghiệt, với bộ quần áo đơn giản và có phần mỏng manh. Tuy nhiên, ông vẫn đứng đó mà không hề cảm thấy lạnh, như thể một pho tượng không màng đói rét. Không ai biết ông ấy có thể đứng như vậy thêm bao lâu nữa. Nhưng những gì chúng ta biết tới là một trái tim trong sáng, như bầu trời không gợn chút mây, của một vị hành giả chân chính. Hành giả Ấn Độ hiện lên ẩn hiện từ trong tuyết. Đây cũng là một vị hành giả bí ẩn không ai biết tên. Ông đang lặng lẽ thực hành tu tập khổ hạnh trong lớp tuyết trắng bao phủ. Hình ảnh một vị hành giả Ấn Độ với bộ ngực trần hiện lên từ lớp tuyết dày đặc trên đỉnh Himalaya, như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, với những đường nét rắn chắc, phong thái đơn giản nhưng cũng thật thần bí, thể hiện một sức mạnh thể chất và tinh thần tuyệt vời. Mặc cho thời tiết ở đây cực kỳ giá lạnh, ông vẫn đứng đó với tinh thần dũng cảm và vững vàng một cách lạ thường. Nhiệt độ tại đỉnh núi này thường dưới âm 10 độ C, nhưng dường như ông hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn bình tĩnh và tự tin. Vị hành giả này còn làm chủ được nhiều thứ hơn là việc kiểm soát cơ thể và thực hành tâm linh. Ông có thể kiểm soát môi trường bên ngoài bằng sức mạnh bên trong của mình và đi xuyên qua lớp tuyết dày đặc với tốc độ cực kỳ nhanh. Chúng ta có thể nhìn thấy ông như đại diện cho một nền hòa bình sâu sắc giữa thiên nhiên và con người, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Vị hành giả này đang tu tập trong một khu rừng trên dãy Himalaya, nơi đây tuyết rơi trắng xóa quanh năm. Ông để ngực trần ngồi thiền bên sườn đồi, toàn cơ thể dường như hoàn toàn chìm vào trạng thái thiền định. Xung quanh ông tuyết rơi ngày càng nặng hạt, nhưng ông vẫn không cần để ý, như thể đang hòa mình vào thiên nhiên ở nơi đây. Dù môi trường vô cùng khắc nghiệt, nhưng vị hành giả này vẫn vượt qua cái lạnh để chìm vào trạng thái yên bình tĩnh lặng. Hơi thở của ông đều đặn và sâu, cơ thể tỏa ra một nhiệt độ ấm áp, như mang lại sự sống và sức mạnh cho mọi thứ xung quanh. Một người phóng viên có nhiệm vụ theo suốt chặng đường của vị hành giả này đã rất khó khăn để có thể ghi lại từng trạng thái và cảm nhận của ông, bởi anh ấy phải cùng ông băng qua những khu rừng và sườn dốc của dãy Himalaya, bất chấp gió lạnh và tuyết rơi. Mặc cho địa hình gồ ghề hiểm trở, anh vẫn kiên định theo chân vị hành giả này. Đôi khi người phóng viên vô tình trượt chân ngã xuống đồi, nhưng vẫn dũng cảm đứng dậy để tiếp tục công việc này, bởi anh ấy biết rằng đây không chỉ là công việc của mình, mà còn là một trải nghiệm hiếm có cho bản thân khi có thể chứng kiến một vị hành giả làm thế nào để tu hành trong một môi trường khắc nghiệt. Thật may mắn rằng anh ấy có thể nhìn thấy sức mạnh to lớn từ trái tim của vị hành giả này và sự tập trung để cảm nhận những bí ẩn và quyến rũ của thiên nhiên, điều mà rất nhiều tín đồ Phật giáo mong có thể được nhìn thấy một lần trong đời. Người phóng viên cho biết, mỗi khi anh ấy giật mình tỉnh giấc, vị hành giả lại biến mất không để lại dấu vết, như thể ông có phép dịch chuyển tức thời để đi hàng ngàn dặm chỉ trong một ngày. Phóng viên chỉ có thể theo đuổi công việc bằng kinh nghiệm và lòng dũng cảm của mình, lần mò qua những con đường đầy tuyết và leo lên những ngọn đồi khá dốc, bởi vì anh ấy biết rằng đây là cơ hội hiếm có để ghi lại hành trình và khám phá thế giới nội tâm của một vị thiền sinh. Mỗi lúc càng lên cao, nhiệt độ sẽ càng thấp, rừng rậm cũng biến thành núi tuyết mênh mông trắng xóa. Nhưng phóng viên vẫn không bỏ cuộc. Anh hy vọng có thể tìm thấy dấu vết của vị hành giả, nhưng qua một thời gian dài vẫn không có chút manh mối nào của ông. Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, người phóng viên cuối cùng đã tìm được dấu chân dẫn đến một khối tuyết kỳ lạ, trông giống như một người tuyết. Anh cảm thấy rất hồi hộp vì biết rằng mình đang ở rất gần vị hành giả này. Bỗng nhiên, vị hành giả nổi lên từ một khu vực đầy tuyết cách đó không xa. Anh thanh niên khá bất ngờ, và anh ấy đã đi đến quan tâm hỏi rằng liệu ông có bị thương hay không. Vị hành giả bình tĩnh trả lời rằng ông vẫn ổn, đây là một phần thiền định của ông, bởi sau khi ông dự định vào hang để thiền, nhưng khi đến hang thì phát hiện lối vào đã bị tuyết lấp đầy, vì vậy ông đã phải ra khỏi đó. Tình huống này rất phổ biến trong quá trình tu tập của ông ấy. Sau khi nghe lời nói này, vị phóng viên một lần nữa hết sức kinh ngạc và ngưỡng mộ sự tu luyện của các vị hành giả trên đỉnh Himalaya. Đó là những trải nghiệm tuyệt vời và khó quên trong sự nghiệp. Anh ấy đã đi qua tuyết, vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, và sẽ còn tiếp tục đồng hành với vị hành giả này trong những ngày sắp tới. Du khách đến Himalaya một mặt với mong muốn chinh phục nóc nhà thế giới, mặt khác để tìm về các giá trị huyền bí của đạo Phật. Nơi đây có sự hiện hữu của những tu viện Phật giáo cổ xưa, có thời gian tồn tại hàng trăm năm, và là nơi ẩn tu của nhiều bậc chân tu xuất chúng.
Tâm Linh Cuộc Sống sẽ giới thiệu nhiều hơn nữa đến mọi người những tấm gương tu hành, truyền cảm hứng đến chúng ta một cuộc sống nhiều tích cực, niềm vui và hạnh phúc. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.